Trải qua những áp lực trong công việc, cặp đôi Nao cùng Mizu đã quyết định từ bỏ thành phố bộn bề và chấp nhận một cuộc sống bình dị ở một góc hẻo lánh vùng nông thôn Hokkaido. Họ bỏ qua hết tất cả để xây dựng một quán cà phê kiêm khách sạn ấm cúng đầy xinh xắn. Nơi này thực sự là nơi mà cặp đôi thuộc về. Mỗi ngày Mizu đều vui vẻ đảm nhận việc phục vụ cà phê và chuẩn bị thức ăn rồi lau dọn nhà hàng. Trong khi đó Nao luôn tìm kiếm công thức để cho ra lò những chiếc bánh mì thơm phục vụ những thực khách đáng quý. Cuộc sống bình dị của hai vợ chồng cứ thế trôi qua. Xuân hạ thu đông rồi lại xuân, với mỗi mùa là một màu sắc cùng món ăn riêng biệt. Nhà hàng của họ đối diện ghế chờ xe buýt, nơi mà những du khách mệt mỏi sau một chuyến đi dài dễ dàng tìm thấy, hay là những tâm hồn cô đơn chất chứa nhiều nỗi niềm khó bày tỏ cũng có thể ghé ngang. Nao và Mizu đã lắng nghe không biết bao nhiêu câu chuyện của những vị khách. Họ đã đồng hành cùng vui cùng buồn với những thực khách xa lạ để tạo nên bầu không khí như một gia đình thực sự. Hôm nay tiệm của cặp đôi đón chào một vị khách từ phương xa ghé thăm. Cô gái trẻ Saito này là một nhân viên siêu thị cô đơn đang đi nghỉ mát một mình. Nao tranh thủ thu hoạch một ít cà chua tự trồng trong vườn, tiếp đến cán bột cho cà chua đã nướng cùng một ít rau thơm lên trên rồi đem đi nướng. Rất nhanh món bánh nướng cà chua nóng hổi thơm nước mũi đã được ra lò. Những món ăn tuy rất đơn giản lại vô cùng đượm vị này đã ngay lập tức đánh thức vị giác của cô gái. Saito cũng vì thế mà trải lòng bản thân đang cảm thấy rất chán nản vì áp lực guồng quay của công việc mà khiến mọi người luôn phải gồng mình vượt qua. Đồng thời họ cũng phải giả vờ rằng mình đang ổn trước người khác. Xuất thân là một nhân viên bình thường làm việc ở tiệm tạp hóa, sự phân chia giai cấp với những người có vị thế cao hơn luôn là nỗi ám ảnh với cô gái này. Những áp lực mà Saito phải đối mặt nơi phố thị khiến cô nàng như mất đi động lực sống. Mong muốn có một anh người yêu có địa vị cao trong xã hội dường như là một khoảng xa vời đối với cô. Từ đó, Saito tình cờ gặp được Tokyo, một nhân viên làm việc ở ga tàu hỏa cách đó không xa. Nhiệm vụ mỗi ngày của Tokyo là đều đặn chỉnh các làn ray để con tàu đi đúng làn đường định sẵn. Nhưng đối với Tokyo, định hướng một con đường cho bản thân lại là điều quá khó khăn. Cũng vì thế mà cặp đôi trẻ đang độc thân này tìm thấy sự đồng điệu nơi tâm hồn. Họ luôn cảm thấy áp lực về định hướng trong cuộc sống và cảm thấy không hài lòng về bản thân của hiện tại. Sau đêm đó hai người bắt đầu thân mật hơn, Saito chủ động rủ người bạn mới quen đi tắm nắng. Cao thủ không bằng tranh thủ khi anh chàng Tokyo cũng nhân cơ hội này đèo cô nàng trên con chiến mã dạo quanh khắp làng quê Yên Bình. Trong lúc này cặp đôi chủ quán cũng đang tất bật chuẩn bị thực đơn cho ngày hôm nay. Sau khi sơ chế sạch sẽ chỗ thực phẩm vừa mua lúc sáng, Mizu nấu sốt Việt quất dưới lửa nhỏ, còn Nao bên này đang chăm chút cho món bánh mì cuộn rau quả của mình. Thì ra hôm nay là sinh nhật của Saito. Bọn họ đã biết trước điều này nên muốn bí mật chuẩn bị một bữa tiệc nho nhỏ. Điều đó khiến cho cô nàng cảm thấy rất bất ngờ, tràn đầy sự xúc động. Tuy thức ăn trên bàn không quá đặc biệt nhưng chính sự ấm cúng giữa những con người chỉ vừa mới quen này lại làm cho Saito cảm thấy rất rưng rưng khó thể tả nổi. Họ chia nhau nửa ổ bánh mì không cầu kỳ, không hoành tráng, nhưng dư vị của chiếc bánh mì bình thường này lại đủ sức để gắn kết và xoa dịu nỗi lòng của bất kỳ ai. Tokyo cũng mạnh dạn tâm sự với đối phương về những trăn trở của bản thân. Mỗi ngày nhìn các con tàu theo các làn ray đi tới khắp nơi, Tokyo luôn tự nhủ rằng phải chăng cậu chưa đủ sự quyết liệt dám đứng lên đấu tranh để thay đổi bản thân nhằm tìm cho mình một cơ hội mới tốt đẹp hơn. Tại sao đoàn tàu này có thể đi tới bất cứ đâu thật dễ dàng trong khi bản thân cậu lại không dám một lần rời khỏi vùng quê yên bình này? Sáng hôm sau, Saito nói lời từ biệt với chủ quán để chuẩn bị về lại thành phố. Hai vợ chồng hiếu khách không quên chuẩn bị một ít bánh mì tươi ngon cho cô nàng. Sắp sửa phải rời khỏi nơi yên bình này khiến Saito cảm thấy khá hụt hẫng. Ước gì kỳ nghỉ lễ kéo dài hơn thì tốt biết mấy. Có vẻ như trong lòng cô nàng vẫn còn chút tiếc nuối và vương vấn về điều gì đó chưa thể nói ra. Khi chiếc xe buýt từ từ tiến tới cũng là lúc bóng dáng của Tokyo xuất hiện. Saito lập tức thay đổi sắc mặt sung sướng không kìm nổi sự hạnh phúc. Tuy nhiên anh chàng tới đây không phải để tiễn biệt cô nàng mà muốn đích thân hộ tống đối phương tới thành phố. Đồng thời nhân cơ hội này cho phép bản thân vượt ra khỏi vùng an toàn của chính mình, mạnh dạn đấu tranh để có được hạnh phúc đích thực. Thời gian cứ thế trôi qua, không khí trong lành và mát mẻ của mùa thu đang tràn ngập trên khắp nẻo đường tại vùng nông thôn bình dị này. Mizu và chồng cùng nhau đạp xe để nhặt nhạnh những quả hạt rẻ rơi vãi dưới đất. Về đến nhà, cô nàng khéo léo tách phần hạt bên trong ra và tiếp đến cạo hết phần nhân bên trong để chồng chuẩn bị làm món bánh mì hạt rẻ. Ngày hôm đó họ trông thấy một cô bé với dáng vẻ thất thần đứng bên kia đường chờ xe buýt. Cô bé ấy tên là Mi, của một học sinh tiểu học đang sống cùng với bố. Cuộc hôn nhân đổ vỡ của ông ta và vợ khiến ngôi nhà vốn dĩ từng rất hạnh phúc này lại thiếu vắng đi hơi ấm của một người phụ nữ tảo tần. Biết con gái rất thích ăn món súp bí đỏ của vợ cũ nên ông đã âm thầm nhờ hai vợ chồng Mizu giúp mình. Tuy nhiên khi đối diện trực tiếp với món ăn mà mình đã thèm khát từ lâu thì Miku lại có chút lưỡng lự. Sau một hồi phân vân, cô bé quyết định không nếm thử nữa mà vội vàng bỏ đi vì bị những ký ức đau buồn trong quá khứ chi phối cảm xúc. Bằng tất cả sự quan tâm và yêu thương của mình, vợ chồng chủ tiệm bánh tốt bụng đã cố gắng mời hai bố con đến nhà hàng dùng bữa tối. Khi món súp bí đỏ nóng hổi được mang ra thì Miku lại một lần nữa trốn tránh hiện thực, nhưng chỉ một giây sau đó cô bé đã suy nghĩ thông suốt rồi trực tiếp nếm thử món súp mà mình luôn khao khát có được.
Tuy hương vị không hoàn toàn giống y đúc của mẹ cơ mà chính sự toàn tâm toàn ý của người đầu bếp đặt vào món ăn đã khiến cho tâm hồn bé bỏng đang tổn thương của Miku được sưởi ấm phần nào. Hai bố con ôm nhau òa khóc nức nở và cùng nhau chia sẻ ổ bánh mì xong vét sạch chén súp nóng hổi. Nút thắt trong lòng cuối cùng cũng được tháo gỡ. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai. Miku giờ đây sẽ trưởng thành hơn và biết chấp nhận hiện thực để cùng bố tiếp tục tiến về phía trước. Cứ như thế Mizu cùng chồng đã mang lại sự ấm áp cùng lòng nhiệt thành của mình thắp lên tình yêu thương, cùng với đó là sự chữa lành về tâm hồn cho hai bố con, hai mảnh đời đang thực sự cần một thứ xúc tác để hàn gắn tình cảm của họ. Mùa đông giá rét đã về trên vùng Hokkaido, trong đêm tuyết rơi dày đặc Nao đang trên đường chở hai vị khách đặc biệt về nhà hàng của mình. Đó là một cặp vợ chồng ở tuổi xế chiều lần lượt là Fumio và Aiza. Sở dĩ họ đến nơi này để du lịch là vì nơi đây chất chứa đầy ắp những kỷ niệm của hai vợ chồng khi còn trẻ. Sức khỏe của bà Aiza dường như không được tốt cho lắm khi luôn phải mang thuốc theo bên mình. Fumio biết vợ trước này không thích ăn bánh mì nên đã nhờ Mizu chuẩn bị cho bà ấy một ít cơm nóng. Vừa hay nhà lại hết gạo nên Nao đành phải phóng xe ngay trong đêm để đi mượn. Trước khi đi anh cũng không quên dặn dò vợ hãy để mắt đến thực khách vì xem ra biểu hiện của hai người này khá kỳ lạ. Quả nhiên trong lúc Mizu đang loay hoay trong bếp thì cặp vợ chồng đã quyết định dẫn nhau ra ngoài ngắm trăng. Chủ quán rất lấy làm ngạc nhiên rồi hết mực can ngăn ông Fumio cùng vợ hãy vào trong nhà vì ra ngoài bây giờ rất nguy hiểm. Dưới sự thuyết phục nhiệt tình từ Nao, vợ chồng thực khách đã đổi ý quyết định sẽ cùng nhau ngắm trăng qua khung cửa sổ. Ở bên này, Mizu tỉ mỉ chuẩn bị một ít rau thơm để cho vào món súp hầm rau củ của mình trong khi bữa tối đang được liu riu trên ngọn lửa hồng tí tách. Ông Fumio ngậm ngùi trải lòng về quá khứ của gia đình mình. Hai vị khách lớn tuổi này kết hôn thấm thoát đã được 50 năm rồi. Khi còn trẻ, hai người đã cùng nhau mở một nhà tắm công cộng, nhưng rồi họ mất hết mọi thứ trong một trận động đất, trong đó có cả cô con gái duy nhất mà hai người hết mực yêu thương. Họ đã cùng nhau đi qua những năm tháng có chia xa rồi lại đoàn tụ và cả mất đi người thân quan trọng trong cuộc đời. Tưởng chừng không thể vượt qua nhưng họ vẫn cố nén nỗi đau và cùng nhau xây dựng lại sự nghiệp để đồng hành đến cuối chặng đường. Món súp hầm của Mizu khi này cũng đã hoàn thành. Cơm trắng bốc khói nghi ngút cùng tô súp rau củ bổ dưỡng là điều không thể tuyệt vời hơn vào một đêm đông giá rét. Tuy nhiên khi cả hai còn chưa kịp thưởng thức thì bà Aiza đã bị mùi hương thơm nức mũi của bánh mì mời gọi. Không giấu nổi sự tò mò khiến bà tiến lại gần những chiếc bánh mì vừa ra lò còn nóng hổi và mặc cho chồng bên này cảm thấy rất khó hiểu. Những tưởng sau bao năm chung sống người chồng đã thấu hiểu bà hoàn toàn nhưng trong giây phút này ông mới thực sự biết rằng con người ta khi gần đất xa trời cũng có thể thay đổi. Rõ ràng người vợ của ông không thích bánh mì và chưa bao giờ trong đời bà từng ăn bánh mì. Nhưng nhìn người vợ của mình lần đầu tiên ăn thử bánh mì trong sự thích thú khiến ông cảm thấy ngỡ ngàng rồi chợt nhận ra rằng khi thay đổi chúng ta sẽ nhận ra được những thứ thú vị hay ho mà ta tưởng rằng mình không bao giờ quan tâm hay chú ý đến nó. Aiza chia cho chồng nửa chiếc bánh mì để ông có thể cùng thưởng thức và cảm nhận được vị ngon mà bà đang được tận hưởng. Nao ngỏ ý muốn mời đôi vợ chồng ở lại đây chơi vài ngày và ngay lập tức họ đã đồng ý. Hôm sau hai người được trải nghiệm cùng làm bánh với vợ chồng Mizu. Sau đó những người hàng xóm cũng kéo sang tổ chức tiệc tạo nên không khí vô cùng vui nhộn ấm cúng. Một nước nào đó ở châu Âu có câu nói thế này, cạn ly bao nhiêu lần là có bấy nhiêu hạnh phúc. Có chuyện tốt thì nâng ly và gặp việc không vui cũng cạn chén. Nếu có thể kết thúc mỗi ngày bằng việc nâng cốc chúc mừng với ai đó thì cuộc sống này sẽ thật sự tràn ngập hạnh phúc. Khi sự hoàn hảo của mặt trăng kết thúc cũng là lúc Fumio và vợ nói lời chào tạm biệt với nơi này. Đôi vợ chồng trẻ tiễn cặp vợ chồng già ra ga xe lửa trong sự ngập ngừng nuối tiếc. Mizu rất hâm mộ tình yêu của hai vị khách lớn tuổi. Cô xúc động cảm ơn chồng đã vì vợ mà chấp nhận bỏ lại mọi thứ ở phía sau để cùng mình đến đây. Đến cuối cùng Mizu cũng dần nhận ra nhân vật cổ tích mà cô hằng yêu thích cũng là niềm cảm hứng để bản thân đặt tên cho quán cà phê đã ở bên cạnh cô từ bao giờ rồi. Xuyên suốt bộ phim là hành động một chiếc bánh mì được chia làm đôi. Khi chia đôi thứ mình có sẽ khiến đối phương cảm nhận được sự yêu thương của người bên cạnh mình. Khi chia đôi chiếc bánh mì thì hương vị sẽ không trọn vẹn nhưng tình cảm gắn kết sẽ được tăng lên. Một nửa chiếc bánh mì đôi khi chỉ là hình thức bên ngoài, biết đâu bên trong đó lại ẩn chứa một điều gì đó luôn trọn vẹn và đong đầy nhất. Đó không gì khác chính là sự hy sinh thấu hiểu đầy đồng cảm giữa những người đồng hành thông qua chiếc bánh mì chia đôi. Đây là một bộ phim có thể xem lại nhiều lần giúp bạn tìm thấy sự lạc quan, một chút động lực sống cùng sự an yên cho tâm hồn mỗi khi bản thân cảm thấy dao động trong tranh. Hãy xem nó cùng người thân, gia đình hay bạn đời của bạn để khiến cho mối quan hệ trở nên khăng khít hơn nhé!